phim hả? Cô này quay video. Anh sẽ câu nè. Rồi. Người đầy ngó vậy. Không, cái này quay phim. Hả? Rồi coi. Kéo xuống hả? Là quay video. Thầy mai mốt mình khỏe rồi mai mốt có vô được. Mua ngoài xe thêm. Ừ. Thầy có gì đủ vậy? Lại con chào cô. Rồi. Mùa hè tháng 6 đúng tháng 6. Còn tháng 6 đầu tháng 6 là tháng 6 nhưng mà không nhiều nữa, mà mấy cái loại mà vàng á là đầu tháng 6. Thầy mua thầy bỏ tủ lạnh. Mà tới em mua bỏ tủ lạnh đi là tôi lên đây. Ông con thích cái phít kìa sao không sao. À rồi. Nó nghỉ hè xong thì tôi con bay. Đó thì cuối tháng 6 đừng để qua tháng 7 là hết rồi. Còn cho riêng. Khoan. Nè mâm mình lấy cái này theo đằng con bấm nè nè. Hả? Được, đang chụp. Nè bây giờ để chưa cô chụp đi kìa. Rồi bây giờ vô đi chụp ông ngoại cái này thầy. Bây giờ lạnh rồi hả? Nè.